truyện ngắn Con mẹ hàng xóm Tác giả Tiểu tử Võ Hoài Nam Hắn tên là Cui Đặng danh Cui Thứ ba Nên người ta gọi là Ba Cui Và vì nước gia hắn ngâm ngâm Nên sau này khi đi lính quốc gia Bạn đồng đội đặt cho hắn biệt danh Cui Đen Đặt tên Cui Đen không phải để phân biệt với một thằng cui nào khác mà là để cho dễ nhớ bởi vì tiếng cui một mình vừa cọc lóc tối nghĩa vừa khó nhớ nữa thật ra khi đi làm cây xanh ông già đã đặt tên hắn là quy nghĩa là về vừa văn vẻ vừa nhắc nhở năm đó ông đưa vợ con về quê làm ruộng sau một thời gian dài bôn ba bá nghệ ở Sài Gòn chợ lớn. Nhưng không biết tại vì sao ông phát âm không rõ hay tại vì ông chánh lục bộ lãng tai mà tiếng quy trở thành cui trong sổ bộ. Thành ra trong gia đình và trong xóm người ta gọi hắn là quy còn trong trường và sau này khi ra đời hắn vẫn mang cái tên là cui cứng ngắc đó và thường bị người ta gọi là cui cái gì Coi vậy chứ tên cui có vẻ như là cái tên tiền định. Bởi vì rất hạt với con người và tính tình của hắn. Con người hắn không đến nổi quá cục mịch, nhưng thật tình cũng không có nét thanh tú gì hết. Người gầy gầy, nước da đen đen như người miên, mắt lộ, gò má cao, môi mỏng đách, giọng nói thì nhỏ hoắt. Vậy mà trong cử động đi đứng, hắn là rất lanh lẹ, không ù lì chút nào. Còn tánh tình thì cứng cỏi, thẳng răng, gan góc như là dùi cui. Hồi đó, cái thời còn đánh lính quốc gia, hắn đánh giặc hằng lắm. Khi lâm trận, mặt nào địch bắn rác nhất là có cưa đèn phóng tới. Làm như là hắn không biết sợ là gì. Vậy mà suốt cuộc đời binh nghiệp của hắn, chưa bao giờ hắn bị thương. Bạn đồng đội nói, chắc thằng cụi đen nó có vô bùa. Hắn đánh giặc hết mình như vậy. Không phải tại vì hắn có lý tưởng này, lý tưởng nọ, hay có ý thức chánh trị gì. Mà tại vì hắn nghĩ rất đơn giản. Nhà ai nấy ở, mất mớ ông cha gì tụi nó mà tụi nó kéo vô đây đánh mình. Rõ ràng là tụi nó muốn lính chiếm xứ mình để đô hộ như tụi Tàu, tụi Tây hồi đó. Mẹ ba nó, phải đánh chết cha tụi nó chứ. Đánh chặt chết bỏ như cùi đen vậy, mà trời không thương. Cho nên mới có ngày 30 tháng 4 năm 1975. Được lĩnh đầu hàng, hắn tức muốn ói máu. Hắn cắn chặt môi, chỉa súng lên trời bắn như điên, bắn hết đạn, hắn liền súng vào đống binh cụ. Trước khi quay đi, hắn nhìn lại võ khí, ánh mắt căm hờn dịu xuống. Hắn nhìn với cái nhìn của người đàn ông, nhìn cô nhân tình lần cuối. Nhưng hắn lại đưa tay lên trán, chào như hắn chào người đồng đội vừa vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường. Trong đời đánh giặc của hắn, hắn đã từng chào như vậy nhưng lần này hắn nghe như hắn đang chào vĩnh biệt một cái gì to lớn lắm một cái gì quan trọng lắm một cái gì quý giá hơn người lính cộng hòa chết trận cái gì đó hắn không định nghĩa được nhưng hắn cảm nhận được cái gì đó cũng bất thần lãnh một viên đạn vào đầu cũng ngã gục xuống không kịp trối nhưng trong cái gì đó hắn thấy rõ có hắn có vợ con hắn có bà con hắn có đồng bào hắn nữa xưa nay cúi đen không biết khóc nhưng bây giờ bỗng nhiên hắn nghe hai mắt mình xót xót một người bạn trong đơn vị chở cu đen về nhà bằng hông đa nhà cúi đen ở gần chợ bà chiểu trong một con hẻm ngắn nhưng rộng, xe hơi vào được. Đó là loại phố trệt có sân trước, sân sau, có tường rào cao cỡ đầu người. Cui đen, vợ và hai con ở căn cuối cùng trong hẻm. Vợ chồng hắn ở đó từ thời chưa có con, nên cả hẻm đều biết hắn. Ở đây người ta gọi hắn là Ba Cui. Ba Cui bước chân vào sân, thấy cửa nhà đóng im ỉm. Mở cửa vội vã, thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, kể cả chiếc xe đạp của hắn. Hắn bước nhanh vào trong. Vừa bước đi, vừa gọi lớn. Lũ, lũ à! Mẹ con em đâu rồi? Anh về đi nè. Im lặng. Im lặng kéo dài ra tới sân sau căn nhà bỗng như rộng minh mông. Trong cái trống vắng đó, ba cui nghe như muốn ngọt thở. Hắn trở ra nhà trước, kéo ghế ngồi. Bỗng hắn để ý có một tờ giấy trắng xếp nằm dưới cái gạch tàn thuốc. Lấy lên xem, thì ra là thơ của vợ hắn. Thơ viết vắng tắt em và hai con di tản theo anh Sáu. Anh ở lại. Nhớ nhìn kỹ Thẩm Túy Hằng để mà sống. Em, lữ Đọc câu đầu, hắn nghe yên tâm vì anh Sáu, anh vợ hắn là Trung tá Hải quân. Đọc câu sau, hắn xì một tiếng, bỏ lá thơ lên bàn rồi lấy tay vỗ lên đó, nghe một cái bóp, miệng lẩm bẩm đến nước này mà còn giết móc lò móc chảo nói như vậy bởi vì ba cui giống tánh mê đào hát hắn cắt hình mấy cô minh tinh trong mấy tờ báo tết lộng vô cung kiến treo đầy tường người mà hắn thường ngắm say mê nhất là thẩm thúy hằng ba cui đốt điếu thuốc vừa hút vừa nhìn quanh rồi theo thói quen mặt hắn dừng lại ở khuôn hình người minh tinh mà hắn ái mộ. Cặp mắt quá đẹp, cái mũi quá đẹp, nụ cười quá đẹp. Bỗng hắn nghĩ, không lẽ trong cái trộn rộn sanh tử của mấy ngày này mà lũ còn nghĩ tới chuyện con nít như vậy à? Một lúc lại nghĩ, à, mà xưa nay lũ đã có ghen về vụ này. Rồi hắn lại nhìn chầm chầm khuôn hình, miệng lẩm bẩm. Nhớ nhìn kỹ thẩm thúy hằng. Tại sao phải nhìn kỹ? Mà tại sao để mà sống? Và tại sao lại gạch đứt trọn câu này? Chắc lũ muốn nói cái gì đây? Hắn đứng lên, bước lại gần để nhìn nhìn một lúc rồi tò mò hắn nhấc khuôn hình lên lật xem phía sau trên miếng gỗ ép dính bụi có nhiều dấu tay nho nhỏ hắn chạy xuống bếp lấy con dao rồi cậy bật mấy cái đinh cài miếng gỗ ép miếng gỗ được lật ra dán dính ở trong mặt trong băng keo là ba lượng vàng Bà Cui đứng ngẩn ngơ, quên mất điếu thuốc đang trên môi, đang cháy dở. Sau ngày 30 tháng 4 là chuỗi dài bận rộn, đi meeting, rồi hội họp, rồi học tập, rồi hội họp, rồi học tập. Khi tầm tạm yên, kiểm điểm lại thì những người trong hẻm không còn ai đi di tản hết. Thành ra ba cui phải nói trớ là vợ con hắn về dưới quê sống để dễ thở hơn. Thời gian sau, lần lần người trong hẻm đổi nghề, có lẽ do hạp với thời cuộc, cái gọi là đổi đời, mà nhà nước cách mạng lúc nào cũng lên lớp, lúc nào cũng nói. Cho nên, thấy thầy Trân nghỉ dạy tiểu học ở phường 6, thầy giáo đó bây giờ tháo giày để đi làm thợ hộ. Thấy bắt năm thợ bạc bây giờ ngồi bán chú chiên ở đầu ngõ. Thấy ông thầy chích hạ bản, y tá có bằng cấp, rồi sơn viết lên, hớt tóc bình chân. Thấy bà ba thất thịt, nghỉ bán thịt heo ở chợ bà chiểu. Tối ngày nằm nghe băng nhà cái lương để chồng con chạy áp phe tuốt trong chợ lớn. Thấy ông chánh ký, chuyên cho mướn xe ba bánh, bây giờ bán hết dàn xe rồi ra đứng nấu mì cho thằng con ở tiệm cà phê ở bên ngang hông chợ. Còn bác cui thì đi đạp xích lô. Một hôm, trong lúc đạp rề rề trước nhà thương để đón khách, Ba Cui bị xe bộ đội chạy loạn xạ, đụng gãy chân mặt. Hắn phải mang băng bột cả tháng. Lúc nào xe dịch cũng phải chống hai cây nạn gỗ. Hắn tức lắm, khi người trong hẻm qua thăm, hắn thường cầm cái ngạn đổ, gõ vô ống măng, bóp bóp, để nói, Mẹ ba nó hồi đó đánh giặc, tụi nó không bắn được tôi bị thương. Bây giờ yên rồi tụi nó cũng rác đụng cho tôi gãy chân. Tụi nó mới nghe đó mà, quần chó. Hồi còn ở nhà thương, khi nhận hai cây nạn gỗ, hắn cặp hai bên nách rồi chỉa thẳng về phía trước như là hai cây súng. Mắt hắn trừng lên. Hắn bắn bằng miệng. Băng bằng, bằng, Cho đỡ tức. Sau đó hắn gỡ bỏ hai cù của hai cục gù cụ cao su của đầu nạn. Để mỗi lần hắn chống đi có tiếng cung cấp khô khang sắc bén. Hay khi hắn nói chuyện thì hắn gõ đầu nạn xuống dưới mặt gạch nghe cạch cạch cho đỡ tức. Hôm đi cắt băng bột, Ba Cui nói với lại đôi nàng gỗ. Tụi bay chịu trận với tao bữa nay nữa là bữa chót đó nha. Nào về sau khi cắt băng, chân mặt bây giờ ngắn hơn chân trái. Mà chỗ xương gãy lại công cong. Thành ra chân đi bị thương đó bây giờ không còn chống chọi mạnh như xưa nữa. Hắn tức giận, quăng cặp đạm vào góc tường chữ lớn. Mẹ ba lắm. Giá tài có cặp giò để đạp xích lô mà bị dư dày nữa còn làm ăn cái khỉ gì nữa. Cô y tá nói nhỏ. Tại số anh xui, hồi đó, đó mà anh nhập viện nhầm ca con bác sĩ ở ngoài đó. Hắn lầm bầm, mẹ ba nó. Rồi lò cò lại góc tường lượm đôi nạn gỗ, chĩa thẳng lên phía trước, miệng bắn lớn. Băng băng, băng băng băng. Nhưng lần này, hắn bắn đến ba bốn đợt. Nhưng sao không nghe hạ tức? Bắn, bỏng hắn thèm cây M16 của hắn, ria một hơi. Về sau, ba cui sắm thùng đồ nghề, rồi ngày ngày đạp xe ra góc đường gần quỹ ban dân dân, ngồi sửa xe đạp. Và lúc nào cũng có đôi nặng gỗ. Bây giờ, đầu dưới có bịch sắt cho nó hoài. Thầy Hai Khuê ở kích đất Ba Cui, hồi thời trước làm thơ ký kế toán cho một hãng buôn ở chợ lớn. Sau thời gian đổi nghề đi đăng mây tre lá, chắc chịu hết nổi nên bán nhà. Người chủ mới là đàn bà, cỡ tuổi Ba Cui, con người thanh tú, coi được lắm. Cô ta ở một mình, làm việc ở đâu không biết, nhưng ngày nào cũng thấy đi đi về về bằng chiếc xe Velosolex. Vì vậy mà trong hẻm gọi cô ta là cô hai Solet. Cô hai không giống người trong xóm. Thời buổi này mà cô ta vẫn ăn mặc như hồi đó, vẫn áo dài, in bông trang nhã, quần hàng trắng, ống ống thon thon. Vẫn chút phấn, chút son, chút dầu thơm loại xịn cho nên người trong xóm cũng ngại không muốn gần mặc dầu thấy cô hai solet cũng dễ thương gặp ai cũng chào hỏi riêng ba côi thì thẳng thừng con mẹ này tôi coi là không có vô rồi cái thứ đàn bà mà ở một mình mà tối ngày son phấn tôi nghi lắm đó. cho nên gặp cô ta mấy lần mà hắn chỉ hỏi thăm xã giao một tiếng chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi luôn. Một buổi tối, tên công an phường đi xe Honda tới nhà cô hai Solet với một anh bạn. Họ và cô hai chào hỏi nhau, giọng điệu chứng tỏ là họ đã quen thân với nhau từ lâu. Bà Cùi nằm trên ghế bố ở phòng khách. Hắn ngủ ở đây cho nó mát. Nghe cái lối chào hỏi của con mẹ hàng xóm mà Phật ghét hắn lầm bầm. Mẹ bà nó tao nói có sai đâu. Cái thứ này là sai không được. Bên kia, chắc họ bày biển ăn uống gì ở ngoài sân, nên ba cui nghe rõ mồm một. Biết bà chị neo đơn, nên chúng tôi có mang đến tịch quai và phá lấu đây nè. Cái anh bày vẽ Hồi trưa sơ quan em đã bảo đừng mang gì hết. Em có bia nè. Em có tôm khô củ kiệu nè. Em có cua răng muối nè. Đấy, đồng chí thấy không? Tôi đã bảo là chị tâm chu đáo lắm mà đồng chí không tin. Ấy, đấy là lần đầu tớ không phải có cái gì để ra mắt mà chị chứ. mình là người nhà với nhau mấy anh đừng có khách sáo em không thích đâu vâng thế thì tôi xin bà chị nhé lần sau sẽ nghiêm túc hơn nhé nằm bên này ba cui vừa lắng nghe vừa suy nghĩ con mẹ này nó ghê thiệt nha chứ không phải vừa đâu thằng công an mà nó còn gọi bằng chị thì không phải là thứ cấp cánh đâu theo cách nói chuyện của con mẹ thì con mẹ vô cơ quan nhà nước như đi chợ vậy là người của tụi nó rồi nghĩ đến đó hắn có ngay một thái độ mẹ ba nó mình phải coi chừng trong cái hẻm này toàn là dân ngụy không à mà con mẹ chen vô đây làm gì phải có ý đồ gì đây mình phải cho lối xóm biết mới được sau đó, cứ năm bảy hôm là cô hai Solet có nấu nướng ăn nhậu với bọn công an. Rồi công an kéo theo công an. Họ nói năng cười cợt như là chỗ không người. Cả xóm đều biết. Cho nên mọi người đều dè dặt lẫn tránh cô hai Solet. Chỉ có bà Cui là làm ngược lại. Trước đây hắn không thèm chào một tiếng nào. Bây giờ thì hắn nghĩ mình phải làm cho nó thấy là mình biết nó là ai. Mình phải đương đầu với nó để cho nó thấy rằng mình không sợ nó. Mặc dầu nó là bà chằn hay là ông kẻ gì gì. Mẹ ba nó phải như hồi đó tạo ria một trận là chết cha hết. Cho nên có hôm nghe ba cui nhái giọng nửa bắc nửa nam của tụi giải phóng để hỏi cô hai Solet hỏi trọng thế nào tốt chứ dạ cảm ơn anh cũng nằm tạm chà dạo này thấy béo ra đây em thấy em cũng vậy mà có chứ cứ anh nhậu mãi thì phì như thổi bỗng cô hai nhìn thẳng vào mặt ba cui nghiêm giọng anh ba nè mình ăn cây nào mình rào cây nấy chứ anh hắn phùng nước miếng xuống đất khoát tay rồi chống nạn cạnh cạch đi vô nhà Tiếu chút nữa là hắn phun thẳng vô mặt con mẹ hàng xóm đó cho bỏ ghét càng ngày cô hai xô càng tiếp tải từ đó thường hơn đông hơn và nhiều thành phần hơn có cả cán bộ đến bằng xe hơi có tài xế nữa Ngoài việc ăn uống, hình như chủ nhà có tài nấu nướng nên lúc nào cũng nghe thực khách hết lời khen ngợi tháng phục. Không biết họ có làm gì nữa không? Bà Cui nhiều lần cố ý rình nghe, nhưng chẳng thấy có gì khả nghi hết. Nhưng đối với bà Cui, nguyên cái sự ăn uống cười đùa thân mật thoải mái của tụi nó cũng đủ làm cho hắn tức con mắt. Còn có mẹ hàng xóm Thì hắn dứt khoát Cái giống gì Mà hắn hửi không vô Cái giống đó Cổng rắn cắn gà nhà Mở ngõ đưa đường Cho tụi ngoài đó Vô xâm chiếm thống trị miền Nam Rõ ràng mà nói Là đi giải phóng Mẹ bà nó Một đêm đó Cũng gần khuya trong lúc bên kia hai tên công an và gia chủ còn chuyện trò, Benny, ba cui tắt đèn nằm trên ghế bố, nghỉ vẫn dơ, chờ giấc ngủ. Thì nghe tiếng xe hơi chạy vào, thắng gấp trước cửa nhà cô hai. Hắn lẩm bẩm. Giờ này mà còn kéo tới nữa. Thiệt, cái lũ này Nhưng sao... Không nghe có tiếng mở cửa, đóng cửa xe. Mà lại là có tiếng chân người phóng xuống. Vậy là thuộc loại xe Jeep, chứ không phải là xe nhà. Lại là tiếng súng khua và tiếng lên cò lách cách. Bà Cùi phóng nhanh ra cửa, lắng tai nghe. Giọng quen thuộc của tên công an phường gian lên. Này, các đồng chí! làm gì thế? một giọng lạ nghiêm nghị. hai đồng chí hãy ngồi yên. con này đứng vào góc tường kia. tiếng cô hai là: ôi, có giả đào. tên công an la lên. nay nhẹ tay chứ đồng chí. có vấn đề gì thì ta hãy từ từ giải quyết. loạn à. ừ loạn như trong phường của đồng chí mà đồng chí còn hỏi nè. đồng chí hãy ngồi xuống còn con này quay mặt vào tường đứng yên không tàu bắn nát ốc rồi gia đình cho đồng bọn vào lục soát trong nhà xem có tên nào ẩn nấp trong đấy hay có cất dấu vũ khí không và phải cảnh giác không khí bên đó có vẻ căng thẳng tên công an thấp giọng Chỉ tâm đây là người của thành ủy các đồng chí làm người rồi không nghe trả lời bà cùi đoán bọn mới là bộ đội và thằng xếp này có vẻ coi thường hai tên công an một lúc sau báo các đồng chí không phát hiện gì cả tốt hai đồng chí ra ngoài im lặng, rồi lại nghe giọng thằng sếp. Các đồng chí có biết con này là ai không? Ngừng một lúc, chừng như để cho câu nói tiếp theo có hiệu lực hơn, bởi vì thằng sếp gần từng tiếng. Người ta biết nó là Trần Thị Tâm, nhưng tên thật của nó là Nguyễn Thị Hoa. Nó được bồn ngụy cai và hành ngũ của chúng ta từ ngày giải phóng. Chính nó bao lâu nay bí mật đưa tin cho lũ phản động đang ẩn nấp ở vùng biên giới để chống phá các bạn. Át ôn như thế đấy. Lại ngừng một lúc rồi tiếp. Bây giờ, hai đồng chí về đi. Để chúng tôi xử lý vụ này. Sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện sau một lúc cố tiếng không đa của bọn công an rồ mái rồi chạy ra ngõ thằng xếp ra lệnh Con này đi ngay anh cũng phải để cho tôi dọn dẹp mấy thứ này vô nhà rồi tắt đèn đóng cửa chứ ừ thẳng chân lên bên này ba cui chống hai tay lên cửa đầu gục xuống hắn cắn môi kèm xúc động Hắn nghe ân hận vô cùng Cô hai này là người của mình Mà lâu nay mình khinh biệt cổ như là đồ phản quốc Còn phun nước miếng vô mặt cổ nữa Mẹ bà nó Mình tệ quá Bây giờ làm sao xin lỗi cổ đây Trong đầu hắn Bóng hiện lên hình ảnh của cô hai Solek Bây giờ Sao hắn thấy cô hai đẹp quá Cao cả quá rắn giỏi quá cô vẫn giữ nguyên nét ngụy từ cái áo cái quần tới chút son chút phấn cô vẫn tự trọng chứ không làm ra cái vẻ lam lũ theo thời trang cách mạng cô đáng phục quá bây giờ mới hiểu câu nói ăn cây nào mình rào cây đấy của cô hai phải rồi Cô phải rào cho kỹ để rút tỉa tin tức cần thiết cho kháng chiến phục quốc. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng cô là phường bỡ đỡ chính quyền. Thiệt là vậy. Bên kia giọng cô hai Solek nghe rất bình tĩnh. Rồi, tôi xong rồi. man gì thế kia? Bao quần áo, bàn chảnh răng, khăn lược Nè, ăn xét đi. Thôi, được, lên xe. Xe rồ máy sang số xe rồi lùi ra hẻm. Bên này ba cui bỏ tay xuống, lắc đầu thở dài. Bỗng, một tiếng nổ chát chúa. Tiếp theo là tiếng xe đụng vào tường rào, rầm rầm, rồi im bặt. Ba cui giật mình, đứng thẳng người lên, Lắng tai nghe tiếng người xôn xao ngoài hẻm xe bộ đội nổ đổ, xe bộ đội nổ đổ. nó đụng vô tường nhà nhà có bắt đâm bác đâm kìa có ai không có sao không có sao không có ai bị gì không anh chị nắm, chứ mấy đứa nhỏ có sao không 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 sao tụi này đang ngủ ở nhà ba cui định mở cửa chạy ra coi thì nghĩ lại trong hẻm này chỉ có mình mình là lính ngụy đứng sớ đó ở đó nguy hiểm bên ngoài vẫn nghe xôn xao đứa nào chạy đi kêu công an tụi mày chạy đi coi trời ơi lấy đèn pin rọi coi rọi đi nè M mày rọi đi nè rồi sao không thấy ai giúp chết hết vậy nè tôi ghê quá mày rọi vô coi cứ rì rì ngoài này làm thấy khỉ gì được Tao chắc ghen quá mày Đưa điện cho tao coi Trời ơi Con hai số đất Trời ơi số chết banh xác trong này rồi Bà Cui Bỗng thở khát ra Gục đầu vào tường Không nghe rõ gì nữa Làm như tiếng nổ vừa rồi Làm cho hắn lùng bùng lỗ tai Kinh nghiệm chiến trường cho hắn biết Đó là tiếng nổ của lựu đạn loại lũ đạn mà hồi thời cổ đánh chặt chết bỏ, hắn vẫn thường dùng để diệt địch. Bây giờ, cô hai đã dùng nó để nói lên tiếng nói cuối cùng. Một tiếng nói cuối cùng. Hình ảnh cô hai Solek lại hiện lên trong đầu của bà Cui. Thật rõ, thật đẹp, nhưng thật hiên ngang, thật oai hùng, thật vĩ đại trong bóng tối hắn bỗng đứng nghiêm trịnh trọng đưa tay lên trán chào xưa nay hắn không biết khóc vậy mà bây giờ hắn bật khóc không biết nước mắt ở đâu mà tung ra nhiều như vậy mặc dầu một chân ngắn một chân dài ba cui vẫn đứng thẳng trong tư thế chào vĩnh biệt người đồng đội vừa tử trận đứng thật lâu thưa quý vị vừa rồi quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn con mẹ hàng xóm của tác giả tiểu tử võ hoài nam